Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cõi người rung chuông tận thế của tác giả Hồ Anh Thái qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4, tập cuối. Ngày thứ hai đi trên đường, tôi đã bắt đầu thấy uể oải, phản ứng trên đường đã kém tinh nhạy, cơ thể cũng dần dần tê mỏi, đã rời, xa rút hẳn. Hình như càng tiến đến gần nơi Mai Trường ở, thì tôi càng đến gần cái chết. Sao vội vàng thế, cô hãy để cho tôi được gặp, cho tôi được nói hết, cho tôi được cầu xin. Rồi sau đó cô hẵng cân nhắc mà phán xử. Chiều tà tôi đến vùng cửa lớn, một vùng nửa nông nghiệp, nửa ngư nghiệp. Ở phía bờ biển, người ta làm nghề trải lưới, thu nhập thấp mà thân phận bọt bèo đem gửi chung thân cho biển. Biển thương cho ngày nào được ngày ấy. Vài năm gần đây, đám dân chúng thành thị và khách du lịch đột ngột xuất hiện ra rằng cửa lớn có một bãi cát phẳng và rộng thoai thoải, đẹp và bậc nhất, sạch sẽ và bậc nhất. Thế là cửa lớn trở thành một bãi tắm nước tiếng. Người khắp nơi ùn ùn kéo về. Hợp tác xã ngư nghiệp cắt cử các đội thay nhau ra làm dịch vụ cho bãi tắm, thu nhập cao hơn nghề trải lưới đầy bất chắc. Đàn ông ra cho thuê phao, canh bãi tắm và cứu người. Đàn bà thì đi bán cá, bán quần áo tắm và những đồ thiết yếu. Du khách đổ tới thì gái làng chơi cũng đổ tới. Một khi cầu lớn hơn cung thì sử dụng lực lượng phụ nữ ngay tại địa phương. Nửa vùng nông nghiệp phía trong đất liền vẫn ghen với sự phất lên đột ngột của nửa vùng ngư nghiệp. Ở phía trong, đất đai canh tác được, người dân vẫn trồng rau cây lúa, cam chịu số kiếp bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thời chiến tranh tất cả đều nghèo, bây giờ thành thị khá lên, bãi biển khá lên, chỉ có người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Tôi đang phóng xe đi trên vùng đất nông nghiệp, những gương mặt tối sầm sầu muộn, những đôi vai gầy oằn dưới đòn gánh kéo kẹt, những chiếc nón lá tả tơi, áo quần tả tơi. Thốt nhiên có mấy tiếng súng nổ đùng đoàng ở đằng trước. Cánh đồng lúa đang làm đồng tràn ngập dân thường cầm cuốc xẻng đòn gánh. Bóng áo vàng công an đang dàn ra, một dòng người từ dưới ruộng chạy đầm đập lên trên đường. Một vụ án mạng, một vụ cướp bóc. Tôi vội dừng xe, rồi cho xe quay đầu, định chạy cho xa cái nơi rắc rối chẳng phải đầu cũng phải tai. Những người nông dân ào ào chạy tới, người ta quay lấy xe tôi, người ta tranh nhau nói, từ ngôn ngữ mà họ nói chậm chưa chắc tôi đã nghe ra. Nhưng nhìn hai người đàn ông nhễ nhòa máu, người ôm đầu, kẻ ôm tay, tôi đã hơi hiểu. Chú ơi, chú làm ơn làm phúc, đưa giúp bầy tôi hai người đi tới bệnh viện, nỏ ra mô. Con Kỳ ngồi ở ghế trước, tôi mở cửa sau cho hai người đàn ông dìu hai người bị thương vào ghế sau. Họ dẹp mấy hộp nước khoáng và thực phẩm của tôi xuống dưới, chỗ để chân và ngồi được. Tôi cho xe phóng vút đi. Bốn người đàn ông, người nọ chêm lời cắt lời người kia. Đoạn đường hơn 10 cây số tới bệnh viện đủ cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nông dân cửa lớn bình quân mỗi người chỉ còn một sào đất canh tác, không đủ lúa gạo để sống, đã phải kéo nhau đi tìm nghề phụ, phải lên núi phá núi lấy đá đem bán, phải phá hết cả núi Bút Non Nghiên, Hòn Bảng là biểu tượng một thời học hành khoa sử của quê hương, để đến nỗi con cháu bây giờ cả huyện mỗi năm chỉ còn vài ba đứa được vào đại học. Cùng đường rồi vẫn không được yên thân. Mới đây ông tỉnh lại quyết định cắt quả cửa lớn mấy hecta đất để thực hiện một công trình kinh tế, thương mại, du lịch. Kinh tế gì đâu, thương mại gì đâu, du lịch gì đâu. Mấy hecta nguồn sống của người nông dân cửa lớn sẽ biến thành khu vực đệm cho bãi tắm. Từ đây tới bãi tắm chỉ có mấy cây số. Khách ăn chơi sau một ngày ngụp lặn dưới biển sẽ kéo về đây nghỉ ngơi giải trí. Người nông dân bỗng nhiên bị mất đất gieo trồng. Hôm nay, người ta huy động lực lượng công an và chính quyền tới. Chính quyền đứng trên đường, công an đứng dưới bờ ruộng. Lúa đang đâm bông, dân làng kéo ra chăm lúa thì bị chặn lại. Cả làng bèn mang gậy gộc cuốc xẻng đổ ra. Công an dưới bờ ruộng dùng dùi cui chán, họ bắn chỉ thiên. Như ông vỡ tổ, lúa con gái bị giày xéo quằn quại, người bị ngất, kẻ bị thương. Cái lão chủ tịch đứng trên bờ đó, một người bảo, hồi chiến tranh hắn hoạt động ở bờ bên kia, được bà dì tôi nuôi giấu dưới hầm bí mật. Vậy mà sau này khoán nông nghiệp,
Hắn cho người tới bắt gà bắt lợn nhà tôi để thế chấp, vì nhà tôi không đủ thóc để nộp khoán. Cái lão công an đứng dưới ruộng đó, người khác tiếp lời. Hắn tới nhà tôi bảo cần mấy cây gỗ để lót đường cho xe tải đi qua quãng đường lầy lội. Tháo cột gỗ thì phải dỡ cả cái nhà, cả gia đình tôi sẽ phải xuống hầm để ở. Nhưng mà nhà tan cửa nát cũng ừ, quyết tâm đánh Mỹ, cực trừ sướng sau, rồi mới trắng mắt ra đó. Trừ đã cực mà sau vẫn cực, hắn còn cho người đánh tôi toang máu đầu ra đi. Tôi đưa họ đến bệnh viện, họ được băng bó qua loa, cũng chẳng có tiền đâu trả viện phí mà ở lại bệnh viện. Tôi biết họ sẽ phải đi bộ trở về nên lán lại chờ. Đưa họ về gần đến nơi xảy ra vụ đụng độ, tôi cho họ xuống. Tôi vòng sang đường khác đi về phía bãi tắm cửa lớn. Tôi dừng xe trước một quãng đường vắng bên một hàng dương, phải ăn tối đã rồi mới đi tìm chỗ nghỉ. Tôi lấy nước, lấy bánh, lấy đồ hộp đa cho con Ki ăn trước. Xin người bạn đường hãy thứ lỗi. Ta biết rằng khiến bạn bè thành vật thử nghiệm, thành vật hy sinh như thế là không phải lẽ một chút nào. Nhưng thử hỏi ở đời này đã mấy ai dám hy sinh mạng sống vì bạn bè. Thời này thật khó tìm ra một tình bạn dám xả thân cho nhau. Tôi lại đang thèm sống hơn bao giờ hết. Lòng đầy cắn đứt, tôi lặng lẽ ăn bữa tối trong đêm. Bất chợt, con Ki chồm dậy hướng về phía đuôi xe mà sủa. Tiếng đàn bà lao sau đến gần. Họ dừng lại ở một quãng cách an toàn để không khiêu khích con chó. Rồi một người gọi, anh ơi, một phát tàu nhanh, 5 đồng thôi. Tôi thu dọn đồ ăn thức uống. Tôi mở cửa bên phải cho con Ki lên ghế trước và phóng xe đi. Đến một chỗ vắng hơn, một bên là ngọn núi tím thẫm in hình trên trời sao chi chít. Một bên là hàng dương chạy dần xuống bãi cát. Những con sóng biển lấp lánh lân tinh ngoài xa. Tôi càng cảm thấy mai chừng đang ở gần đâu đây. Có cái gì như lời mách bảo từ phía ngọn núi, từ phía hàng dương, từ phía bãi cát và từ phía những con sóng lân tinh. Tôi gục đầu xuống vô lăng, ngủ quên mất một lát. Tiếng sủa của con Ki đánh thức tôi dậy. Lại có mấy bóng đen cười rúc rích bên một cây dương. Lại những tiếng mời chào không một chút màu mè. Tôi thoáng chốc thấy thèm muốn. Biết đâu đây là lần cuối cùng của đời tôi. Với người đàn ông chừng nào còn có thể thì hãy tận dụng ngay cơ hội. Vì anh ta lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Nhưng cũng trong thoáng chốc tôi nhớ ra hoàn cảnh của mình lúc này. Có thể ngày mai tôi sẽ gặp được mai chừng. Có thể ngày mai tôi sẽ phải xưng tội. Trước một cuộc xưng tội, người ta phải thụ trai, phải dọn mình cho thật sạch sẽ thanh khiết. Tôi lại phóng xe đi, vòng theo chân quả núi nhỏ. Đến dưới một lồm cây thực sự hoang vắng, chỉ có tiếng tắc kè vang lên, từng chập và tiếng dế ri ri. Bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy được yên tĩnh. Tôi nằm co người trên chiếc ghế sau. Con Ki nằm ở ghế trước, hầu như đã kiệt sức. Tôi rơi ngay vào một giấc ngủ mê mệt. Tôi choàng tỉnh dậy lúc gần sáng. Tiếng chuông chùa rung, một tiếng chuông lớn và những tiếng chuông con. Một bản hòa âm những tiếng chuông xôn xao, phấp phỏng, vang động những lời cảnh báo. Tiếng chuông đổ tràn từ trên đỉnh núi xuống, vung vãi khắp bờ cát xung quanh, rơi vỡ vụn khắp trên mặt đất như những mảnh thủy tinh. Không gian đầy chật những mảnh vỡ lanh canh, loang xoang, loảng xoảng. Chuông báo ngày tận thế rồi chăng? Tôi hầu như không cất mình dậy nổi, không mở mắt ra nổi. Có lẽ tôi đã thực sự kiệt sức. Tôi sẽ không đến kịp giờ sám hối. Tôi đã rơi vào cõi hủy diệt. Chuông vẫn khua dồn dập xung quanh. Một núi mảnh thủy tinh vỡ vẫn đổ ập xuống xung quanh. Tôi cứ liệm dần đi. Chú ơi, chú đã dậy chưa? Sao chú không vô nhà khách mà lại ngủ ở đây? Tiếng một đứa bé con gọi. Gọi 5 lần 7 lượt tôi mới hơi tỉnh lại. Thoạt đầu tôi vẫn ngỡ là mình nằm mơ. Bên một chân núi nhỏ, trong ghế thế nằm ngửa nhìn lên, tôi thấy sườn núi là cả một rừng thông xanh óng ả. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa, lác đác mấy người khách ra bãi biển sớm đã bắt đầu len lỏi theo lối mòn leo lên vãng cảnh chùa. Phía ngoài biển, mặt trời bắt đầu nhô lên, một mặt trời bầm tím như lời cảnh báo về thảm họa sắp tới. Giờ tôi mới ngồi dậy. Bên cửa xe là một thằng bé đội mũ lá, khắp người nó đeo đầy những chuỗi hạt vỏ ốc. Những dây chìa khóa, những vòng, những hoa tai lưu niệm làm bằng vỏ ốc, vỏ sò. Tay nó cầm những túi mực khô, cá khô. Đi bán hàng, gương mặt đen nhèm của thằng bé lại có vẻ chất phác lạ lùng. Cặp mắt màu nâu trong veo. Trời ơi, lại một cặp mắt nâu như mắt tôi.
Lạ lùng nữa là thằng bé có thể tiến đến sát cửa xe mà con Ki không sủa, cũng không đuổi. Dường như cảm thấy nó là người quen, dường như cảm thấy nó vô hại. Này cháu, đây vẫn là cửa lớn phải không? Tôi dụi mắt hỏi. Chứ không phải cửa lớn thì là nơi mô. Chùa trên núi là chùa gì? Núi Ni là núi Bảo Sơn, chùa trên núi gọi là chùa Bảo Sơn ạ. Thằng bé cười, như cười một đứa bé đang học bài vỡ lòng. Tôi bước ra khỏi xe, ngửa mặt nhìn núi, ngưỡng vọng và có chút run rẩy trong lòng. Tôi nhìn ra biển, bãi cát phẳng và trắng tinh, sóng phập phồng thấp thỏm rút ra ngoài xa. Cháu có biết nhà cô Diềng không? Thằng bé như đang loay hoay bỏ bớt mấy túi cá khô vào trong cái bị đeo trên vai. Chú đi theo cháu. Có chỗ để xe không? Chú đánh xe ra gần bãi tắm, chỗ nữa cô nơi gửi xe. Thằng bé ngồi ở ghế sau, tôi đưa xe đã gửi trước một nhà nghỉ gần bãi tắm. Xong xuôi, hai chú cháu đi bộ cắt qua hàng dương. Thằng bé đi sau tôi vài bước chân. Tôi cố ý đi chậm để chờ, nhưng nó vẫn đi lùi lại một chút, có cảm giác như nó đang ngắm nghía tôi từ sau lưng. Chú là ai mà lại biết O Riêng? Thằng bé bất chợt hỏi. Tôi quay lại, cặp mắt trong veo của thằng bé thoáng rung lên. Hai chú là cha cháu. Giọng nó như lên cơn sốt. Tới đó thì lòng tôi cũng run lên. Lại thêm một điều ngang trái gì nữa đây? Tôi từng là kẻ gieo nhiều ngang trái, nhưng ở đây thì không. Tôi xót xa vì thấy mình bất lực, không làm gì được cho thằng bé. Chú đi tìm chị Trừng, nghe nói chị Trừng đang ở với cô Diềng. Thằng bé sập mặt xuống, khô lạnh, đầy thất vọng. O Diềng là mạ cháu, chị Trừng thì đang ở trên chùa. Mỗi bước leo lên núi là một bước nặng nề. Thằng bé thú thật là đã mừng hụt, tưởng tôi là cha nó về đây tìm lại mẹ con nó. Cha nó trở về trong dáng vẻ ấy thì thật đúng như nó từng mơ thấy. Đi bằng ô tô riêng, có một con chó béc xê bảo vệ. Lần cuối cùng gặp cha, nó mới lên 4. Bây giờ nó không nhớ nổi gương mặt ông ta nữa. Mẹ nó gặp ông ta khi đi làm công nhân đập đá ở công trường núi Bút. Sau chiến tranh, mẹ nó được giải ngũ, không công ăn việc làm, trình độ văn hóa mới lớp 7. Mẹ nó phải đi làm công trường, ông ta làm thầu khoán ở đó. Hai người đưa nhau về chung sống ở căn nhà của Diềng. Trong 5 năm, Diềng sinh được 3 đứa con. Hai con trai đầu, nay một đứa con trai 12 tuổi là nó, một đứa lên 10 và một đứa em gái lên 8. Trong 5 năm ấy, anh ta đi đi về về, nhưng họ chỉ sống chung mà không treo cưới. Anh ta vẫn thú thần rằng đã có vợ con ở làng quê ngoài đất Bắc. Diềng chấp nhận cảnh sống ấy, chấp nhận cái cảnh đầu tắt mặt tối mà nuôi con, sung sướng vì ít ra mình cũng còn có 3 mặt con. Nhiều chị em cùng đơn vị với cô năm xưa, chồng chẳng có mà con cũng không. Đứa con gái thứ 3 được chừng 6 tháng thì công trường hoàn thành việc phá sập núi Bút. Người đàn ông cũng biệt tích luôn từ đấy. Mới rồi cháu trốn mạ đi tàu đá Bắc tìm về làng Keo. Cháu mà đi được sao? Tôi sửng sốt nhìn lại thằng bé 12 tuổi, bé nhỏ nhom nhem. Cháu vào làng hỏi khắp mọi người, hỏi cả ông chủ tịch. Chẳng ai biết ở làng có một người đàn ông tên là Quế, cũng chẳng có ai từng đi làm thầu khoán ở công trường núi Bút. Cháu đi lang thang trong làng 2 ngày. Bà con cho cháu ăn, mỗi người cho cháu 500-1000 để mua vé tàu về quê. Giọng thằng bé nghẹn nghẹn, nhưng cặp mắt nó khô khốc. Những đứa trẻ như thế thuộc loại không có nước mắt. Chúng tôi đã tới trước cửa chùa. Một ngôi chùa không lớn nhưng có đủ 3 dãy chùa thượng, chùa trung, chùa hạ. Chùa được ưu đãi một vị thế đẹp, biển trải dài dưới kia thổn thức và hồi hộp. Tôi đứng khuất sau những cây đại và những khóa mẫu đơn. Tôi dặn thằng bé hãy vào gọi Mai Trường ra, chứ nói là để gặp ai, chỉ đơn giản là gọi cô ra đây có chút việc. Mai Trường từ đâu đó sau chùa đi tới, cô đứng sững lại khi nhận ra tôi, có một ánh vui mừng trong mắt. Tôi bắt kịp ánh mắt ấy và bất chợt thấy tự tin hơn, nhưng ánh mắt cô chuyển ngay sang lo ngại. Rõ ràng không phải lo ngại cho cô mà lo cho tôi. Ánh mắt ấy giống như mọi lần và với những người đàn ông khác, như muốn nói anh đừng lại gần, nguy hiểm lắm. Tôi sợ cô bỏ chạy ngay, tôi vội sụp xuống trên hai đầu gối. Tôi đến để ăn năn,
tôi không còn dám nghĩ điều ác về Mai Trừng nữa. Một người thuyền trưởng không bao giờ quỳ gối, ngay cả trước thủy quái và bão tố đại dương, nhưng sám hối và cầu xin tha tội thì phải quỳ. Mai Trừng cuống quýt bước tới đỡ tôi dậy. Trong lòng anh không còn điều ác nữa thì anh không còn gì phải sợ, tôi cũng không còn phải sợ. Thằng bé nãy giờ đứng ngây người xem cái cảnh lạ lùng, thấy tôi đã đứng lên, nó liền lảng tránh đi. Tôi cũng sợ anh bị chết, Mai Trừng nói thêm, cô như vừa trút được một gánh nặng. Sinh lực như bỗng chốc đót đầy vào cái thân hình trống rỗng và cạn kiệt của tôi. Tôi bừng tỉnh thấy ánh dương bắt đầu rát ánh vàng lên khắp chùa và cây lá. Mặt trời sáng rạng chứ không đỏ bầm máu như lúc nãy. Cái tai ù của tôi bất chợt nghe thấy tiếng chim ríu ran xung quanh. Tôi cũng cần phải ăn năn, vì tôi mà bao nhiêu người phải chết. Mai Trừng nói, cô dẫn tôi theo một lối đi khuất ra xa chùa. Nhưng đó là những kẻ ác, những kẻ định làm điều ác cho cô cơ mà. Tôi ngỡ ngàng nói lại, chúng tôi cùng ngồi xuống một tảng đá phẳng như cái bàn cờ tiên. Đã đành là thế, nhưng tôi không chịu nổi khi luôn phải nhìn thấy kẻ ác bị trừng phạt tàn khốc ngay trước mặt mình. Dù có thế nào, tôi vẫn thấy thương xót cho họ. Tôi bỏ đến đây là để tránh gây thêm những cái chết khác. Cô định đi tu ư? Tôi thì tu sao được? Tôi đến ở với cô Giềng. Cô Giềng hàng ngày vẫn đi gánh nước từ dưới giếng lên núi cho chùa. Tôi xin lên đây làm công quả cho chùa. Bà sư cụ trụ trì vui lòng nhận. Vậy là tôi có chỗ tạm lánh mắt người đời. Tôi kể cho cô nghe chuyện thằng Cốc ở bãi tắm Bình Sơn. Mai Trừng bảo cô vẫn còn nhớ mặt anh chàng ấy. Cô còn nhớ rằng giữa đám bốn người đàn ông quay lại, chỉ có tôi định can ngăn trò chơi nguy hiểm mà không ngăn được. Sau cái chết của thằng Cốc, cô hoảng sợ bỏ chạy ngay về Hà Nội. Ngay trước hôm đó, cô cũng đã làm cho một gã trai khác phải chết như vậy. Mai Trừng không dám về nhà, cô phải trốn vào khách sạn The Apollice, phải trang điểm bôi bác cho xấu đi, phải thỉnh thoảng đội tóc giả. Cô sợ bị chúng tôi săn đuổi. Đâu ngờ cô lại gặp chính tôi tại khách sạn ngay trong xưởng vẽ của thuyền trưởng. Cô phải bỏ khách sạn để về nhà. Cô thầm cầu nguyện cho tác giả của những bức tranh biển không vì cô mà phải chết. Nhưng Mai Trừng hoàn toàn không biết những cái chết xảy ra sau đó của thằng Bốp và thằng Vũ. Hình như ở Sài Gòn, cô cũng mang máng biết có một tai nạn xe máy ở phía sau lưng. Lúc ấy cô đang hoảng loạn về một việc khác nên không dám quay đầu lại nhìn, vội bỏ đi cho nhanh. Giờ đây mới biết thêm rằng có những người chết khuất mắt cô, chết vì điều ác vừa mới manh nha trong ý thức, chưa cần phải trực tiếp và trực diện hành động. Ngày hôm ấy, tôi kể cho Mai Trừng nghe chuyện cuộc đời đi biển chìm nổi lênh đênh. Mai Trừng thì kể chuyện của mình. Chúng tôi như hai linh hồn vật vờ trên biển, tàu đắm, thuyền nát, cùng bám được vào một cái phao, cùng giặt vào một hoang đảo, chẳng còn cách nào khác hơn là phải nương tựa vào nhau, tin cậy lẫn nhau. 15 tháng tuổi, Mai Trừng được bác Miên bế về Hà Nội. Người con gái 27 tuổi bị cụt chân trái, phải chống nặng, lưng đeo một cái ba lô tay bế một đứa con gái. Không ai không cảm thấy xót thương khi nhìn cảnh ấy. Mãi mấy năm sau, Miên mới được lắp cho một cái chân giả, đi đứng dễ dàng hơn, đỡ vững víu hơn. Bạn bè kẻ ít người nhiều chi viện cho chút tem phiếu đường sữa thực phẩm để nuôi con bé. Con bé xinh đẹp lạ lùng, một thứ tiên nữ bị oan trái sau đó mà bị giáng xuống làm người trần. Nó đi học, được thầy yêu bạn mến, ai cũng nhìn nó không chán mắt. Nhưng hễ có người yêu cái đẹp thì cùng lúc phải có người lồng lộn lên vì cái đẹp. Có những người bẩm sinh là kẻ khát máu, ngứa ngáy chân tay muốn đâm chém người khác. Có những kẻ thấy dây trắng thì thích vẩy mực vào. Trong lớp vỡ lòng của Mai Trừng có một con bé như vậy. Nó gầy quắt như một quả mướp sâu, cặp mắt lồi to đầy lòng trắng, nhìn đâu cũng ngờ vực và đầy ánh nham hiểm. Nó không hề có một chút thiện cảm nào với Mai Trừng. Một hôm vừa mới bắt đầu giờ giải lao, Mai Trừng thấy nó ở bàn sau chen lên để ra trước, bèn đứng nép lại để nhường. Con bé nọ đi qua còn quay lại hạch sách vì sao Mai Trừng không đi mà lại nhường đường. Mai Trừng đứng im nhẫn chịu. Con bé kia lập tức tuyên bố mày phải làm lính cho tao, từ hôm nay tan học phải vác cặp sách về tận nhà tao, sau đó mới được về nhà. Hết giờ học, Mai Trừng phải khệ nầy ôm cặp sách cho con bé kia. Vừa mới ra tới cổng, con bé lại hoạnh hoẹ sao lại ôm cặp sách khó nhọc như thế.
Rồi nó xông vào túm tóc Mai Trường định đánh. Chưa kịp đánh thì con bé ngã vật ra, mắt trợn trừng, mép sùi bọt. Đám bạn cùng lớp chứng kiến cả, nếu không Mai Trường khéo mà mắc tội hành hung bạn. Mai Trường về kể chuyện với bác Miên. Nó muốn đi thăm đứa bạn ốm nằm nhà. Bác Miên khuyên nó nên rủ bạn bè cùng lớp đi luôn một thể. Cả lớp bước vào nhà thì không sao. Chỉ đến khi Mai Trường bước vào thì con bé kia chồm dậy. Nó vồ lấy con dao và quả cam đặt bên cạnh giường định ném vào mặt Mai Trường. Nhưng con bé đổ ngay xuống giường, con dao và quả cam văng ra. Nó co quắp, ăn ạc dãy rủa. Không ai nghĩ Mai Trường có liên quan tới căn bệnh của con bé. Có người lại nghĩ con bé mắc chứng loạn thần kinh. Sau này con bé phải chuyển đi trường khác. Chắc là tâm tính của nó từ ấy trở lại bình thường. Chỉ có Mai Trường là không quên được cái ấn tượng rùng rợn khi con bé nọ lăn ra, dãy đành đạch. Mai Trường không hiểu ở mình có điều gì không phải mà làm cho đứa bạn căm ghét đến thế. Kỷ niệm thời học trò vỡ lòng im một khoảng tối trong ký ức Mai Trường mãi cho tới bây giờ. Cùng phố có một ông cán bộ tổ chức ngành điện quá vợ. Ông hay bày tỏ quan tâm tới Bắc Miên bằng cách biếu một cái tem gạo 2kg đúng lúc nhà hết gạo, một cái phiếu đường hay cái phiếu dầu. Những thứ tình cảm mang tính chất thực phẩm vào thời buổi khó khăn, phần nhiều có tác dụng tốt. Tuy vậy, không phải lúc nào Miên cũng dám nhận. Chị sợ mang nợ, lại nợ một người đàn ông. Chị đã 33 tuổi. Đấy là một nhược điểm. Chưa chồng là nhược điểm thứ hai. Mang một cái chân giả là nhược điểm thứ ba. Nuôi một đứa bé gái chẳng biết cháu hay con là nhược điểm thứ tư. Biết chỉ có những bốn nhược điểm như vậy mà ông cán bộ điện vẫn năng lui tới. Miên không dám tin là ông thích chị, cũng chẳng dám nghĩ ông có ý đồ u tối. U tối thì những khi cả dãy phố bị cúp điện, ông đang chẳng để riêng cho khu nhà Miên sáng đèn. Mấy căn hộ cùng số nhà được ăn theo nguồn ánh sáng đặc ân. Bao cấp là thời những người cửa quyền được tự do ban phát đặc ân và sử dụng cảm tình cá nhân nhằm trục lợi. Một buổi tối, cả dãy phố đột ngột mất điện. Khu nhà Miên cũng mất điện nốt. Chị vừa thắp ngọn đèn dầu lên thì ông cán bộ điện tới. Ông chắp tay sau đít, gật gù kể cả. Để tôi bảo mấy cậu nhân viên đem ánh sáng tới cho cô. Mấy cậu nhân viên chưa kịp đem ánh sáng tới thì chính ông đã lam le thổi tắt ngọn đèn dầu. Ông thổi trượt. Ông điện không phải là xạ thủ để mà thực hiện trăm phát trăm trúng. Miên bê vội ngọn đèn dầu đặt ra chỗ khác. Ông điện từ bỏ việc lấy đường ngắm vào ngọn đèn dầu. Mặc thay cái ngọn đèn dầu tù mù, ông lấy xạ kích vào mục tiêu chính. Ông sấn lại, sốc Miên lên một cách dễ dàng, hùng hục lao tới và ngã chúi lên giường. Miên hoảng hồn, thực ra nếu ông điện từ tốn hơn thì chưa chừng chị đã chịu xuôi. Lúc bình thường, chị thấy ông chẳng đến nỗi nào, nhưng bây giờ ông ta cứ sùng sục như trâu húc mà. Cái mồm đầy rớt rãi lại phát xạ hành tỏi, chị ghê tởm lăn lộn vòng tránh. Đúng lúc con bé Trừng lao vào phòng, chúng nó đang chuẩn bị sinh hoạt nhi đồng khu phố thì mất điện, đành giải tán. Nó xông vào túm tóc ông điện giật ra. Cùng lúc đèn điện sáng bừng lên, đám nhân viên canh bốt điện xem ra không tính đủ khoảng thời gian dư dật cho thủ trưởng hành sự. Ông điện xốc lại quần áo, đi ra hành lang. Mấy người ở tầng dưới xôn xao kéo lên. Ông đun đun cười với họ rằng, cái thứ gái già khi đã lên cơn thì đàn ông phải chống chọi quyết liệt lắm mới bảo toàn được nhân phẩm. Thì đã đè nghiến nông đa, thì đã tụt ra, chỉ một lần mà tụt được cả hai, vừa tụt được quần, vừa tụt được chân giả. Ông cút đi! Con bé Trừng hét lên, nó xông từ trong nhà ra, mắt quắc lên, cả mắt ấy là quà một thiếu phụ bị xúc phạm, không phải là mắt một con bé lên bảy. Người biết điều, chỉ nhìn ánh mắt ấy đã rút lui có trật tự. Ông điện thuộc loại đàn ông khác, không thỏa mãn dục vọng thì trở nên đều cáng lèm nhèm theo kiểu đàn bà hàng tôm hàng cá. Ông quay lại cười với cái con bé đang xù lên dữ tợn. À, con bé này hả? Nó gọi bằng bác Biên xưng bằng cháu hả? Bác cháu gì đâu, nó là đứa con hoang. Ông im đi! Con bé gào lên. Câu trước ông điện nhằm vào Miên, câu này mới đánh thẳng vào con bé. Chẳng cần con bé Trừng phải quát cho ông điện im, đang nói dở câu thoá mạ, miệng ông bỗng cứng đờ, răng lợi như hóa đá. Ông đã hoàn toàn cấm khẩu. Ông ôm cái mồm đau buốt loạng choạng đi xuống cầu thang. Ông nằm liệt ở nhà mấy ngày, không nói năng gì được. Phải sau mấy ngày đủ thời gian cho một chút ân hận, ông mới khỏi. Mấy năm sau lại xảy ra một chuyện khác.
Lần này sự va chạm lại do mấy người láng giềng sát vách gây ra. Gia đình ấy từ lâu đã bỏ tất cả những gì có thể bỏ được ra hành lang để chiếm thêm diện tích. Hành lang sàn gỗ trở thành cái bếp của họ, là nơi rửa rau vò gạo, thậm chí còn tiếp khách trên cả ghế băng kê sát tường. Ngày Tết, hành lang biến thành nơi đun bánh chưng, suýt nữa làm cháy cái sàn gỗ đen bóng có từ thời Pháp. Đến thế, người láng giềng vẫn chưa cho là đủ. Một hôm nọ tuyên bố trống không với vợ chồng Miên rằng từ ngày mai họ sẽ mở rộng diện tích ra tận hành lang. Lên khỏi cầu thang là bước ngay vào nhà của họ. Nhưng gia đình cô chú cứ tự nhiên, chúng tôi cho phép cô chú đi qua căn phòng mới xây để về phòng mình. Vợ chồng Biên đều là giáo viên, đều hiền lành, ngại va chạm ầm ĩ. Vô lý như vậy, bất tiện như vậy mà họ chẳng biết tính sao. Sáng hôm sau, bốn thằng con trai nhà ấy khuân về một đống tre nứa và mấy cuộn giấy dầu, cót ép, quyết biến cái hành lang chung thành căn phòng riêng. Con bé Trừng thấy thế không chịu được. Khi bốn gã con trai cộng thêm bố chúng là năm bắt đầu dựng cọc làm khung cho căn phòng thì con bé chạy ra. Nó đứng ngay giữa nơi bọn người đang nghị hục xây dựng phòng tuyến. Nó bảo sẽ đứng mãi cho tới khi mọi người không làm nữa. Một thằng kéo tay con bé ra, nó dịch trở lại chỗ cũ. Một thằng thúc vào lưng con bé đẩy về nhà, nó quay lại. Một thằng văng tục túm tay áo lôi sành sạch con bé đi. Trừng giằng ra bướng bỉnh đứng vào chỗ nó đã đứng. Cả bốn gã trai phát cùng. Chả lẽ chúng chịu thua một đứa con gái 15 tuổi. Chúng bổ lấy những khúc tre khúc nứa, quất loạt quật cho con bé một trận tơi bời. Vũ khí tức khắc tuột khỏi tay chúng. Một cái cây tre văng lên cao, rơi xuống, đập đánh bốp vào đầu một thằng. Một cây nứa vót nhọn tự quay đầu xiên vào bắp đùi một thằng khác. Hai thằng kia ngã vật ra dãy đành đạch như đồng loạt trúng gió. Bốn thằng con trai to con rên rỉ gào thét động trời. Nhà hàng xóm về đổ lên chạy chữa. Thằng bị thương thì băng bó, thằng phải gió thì đánh gió dài cảm. Chắc là chúng bị ông trời trừng phạt vì một việc làm quá đỗi ngang ngược. Gia đình ấy phải lặng lặng từ bỏ ý đồ độc chiếm cái hành lang. Vụ tai nạn tập thể lần này khiến Mai Trường suy nghĩ. Vì sao từ tuổi thơ, hễ có ai định tấn công con bé thì ngay lập tức gặp điều bất trắc. Một lần còn là sự lạ, hai lần còn là ngẫu nhiên. Nhưng bỗng nhiên cả bốn gã trai cùng lăn đùng ra như thế thì thật khó hiểu. Mai Trừng cảm thấy ở nó có một điều gì đó thật bí ẩn, thật khác người. Bác Miên lại không nhận ra điều đó. Bác tin người, bác không nghĩ xấu về con người. Bác thậm chí đã đi thăm ông điện cấm khẩu. Bác thậm chí còn mang dầu cao và cam chuối sang cho bốn gã nhà bên. Càng lớn, Mai Trừng càng hiểu ra rằng ở mình có một nguồn nhân điện chết người đối với kẻ muốn gây điều ác. Một lần cô đọc sách nói về con cá đuối điện. Cô đột ngột rùng mình từ phát hiện là mình giống như một con cá đuối điện. Đám sinh viên, đám trí thức và thương nhân không hay biết điều đó. Họ cứ như thiêu thân lao vào lửa và bị trừng phạt. Rồi bác Miên cũng cho Mai Trường biết về cái chết thảm của cha mẹ cô. Bác cũng nhắc lại lời người mẹ đòi đặt tên cho con gái là Mai Trường. Ngày mai lớn lên, nó sẽ đi trừng phạt, diệt trừ cái ác để báo thù cho cha mẹ. Không có những con người mà sứ mệnh duy nhất là tiêu diệt cái ác, thì cái ác trùm lấp và tràn ngập cả thế gian này. Cái ác sẽ đè nghiến lên thống trị cả một dân tộc. Cái ác sẽ diệt chủng cả một giống nòi, sẽ tàn sát những gia đình, sẽ hãm hiếp những cô gái. Phải có người lĩnh sứ mệnh trừng phạt cái ác. Dù sao, Mai Trừng cũng thấy số phận nghiệt ngã khi chọn cô làm việc ấy. Cô không dám cho bác Miên biết lời nguyện của mẹ. Ý nguyện của mẹ đã thành hiện thực. Bác Miên còn sợ sự trừng phạt ấy hơn cả Mai Trừng. Con người chưa đến nỗi phải bị trừng phạt đau đớn như thế. Con người dù sao vẫn có thể cảm hóa và cải biến được bằng con đường giáo dục. Khoảng nửa năm trước, Mai Trừng suýt trúng kế của một tên kình địch với công ty Hồng Hoang. Tên này căm Quốc Đài đã phỗng tay trên một số hợp đồng béo bở. Căm hơn nữa là vì Quốc Đài ngày trước là nhân viên của hắn. Khi từ bỏ công ty của hắn để lập công ty riêng, Quốc Đài mang theo cả một danh sách bạn hàng đầy tiềm năng và những tài liệu, những thông số kỹ thuật mới nhất mà chỉ công ty của hắn mới có được. Hắn ngấm ngầm tiếp xúc với Mai Trừng, không thể dùng mỹ nhân kế trong việc này. Bản thân con người hào hoa hấp dẫn của hắn là một cái kế. Hắn lấy một cái tên khác, đổi tên một công ty trung lập và hứa hẹn một hợp đồng lớn với Mai Trừng. Hợp đồng ấy đủ sức thổi công ty Hồng Hoang lên hàng đầu.
hợp đồng mặt khác sẽ quật ngã Hồng Hoang chết hẳn trong cơn vỡ nợ. Quốc Đài và Mai Trường sẽ phải ra tòa vì khoản nợ cách dù không thể trả được cho nhà băng. Quốc Đài cân nhắc thận trọng, hắn kiểm tra cẩn thận mọi số liệu về cái công ty đứng trung lập mà vẫn cho phép đội tên kia. Đút của cái hợp đồng Mai Trường đem về cho hắn xem ra hoàn toàn đáng tin cậy. Mai Trường đến trao đổi với gã nọ về cái biên bản ghi nhớ, tức là hợp đồng chính thức chỉ sau vài ngày nữa sẽ nằm chắc trong tay hắn. Đúng cái khoảnh khắc ăn chắc, trong đầu hắn lóe lên ý nghĩa rằng con bé này đã vào chồng, thì chính cái tia chớp sáng lóe đó đánh thẳng vào não bộ của hắn. Đang ngồi bên bàn ăn, hắn giật nảy người rồi đổ vật xuống, vục mặt vào bát mắm tôm. Đám đàn em nhốn nháo xô ghế chạy tới đưa hắn đi bệnh viện. Hắn bị xuất huyết não, cái xào huyệt của một mưu mô hiểm ác bị tan rã, liệt nửa người. Lần đầu tiên tỉnh lại, câu duy nhất hắn phều phào lại chấm dứt việc ký hợp đồng. Sau sự cố ở bãi tắm Bình Sơn, về đến Hà Nội, Mai Trường được quyết định vào Sài Gòn nửa tháng để làm việc với một đối tác mới. Cô đi luôn, như vậy còn trốn được sự săn lùng của đám bạn bè thằng Cốc. Ở Sài Gòn, cô gặp Duy, một chàng trai gốc Sài Gòn đã quen từ trước. Mai Trường thích nghe cái giọng Sài Gòn dễ thương của Duy, cũng như các cô gái Nam Bộ thích nghe cái giọng dễ thương của một chàng trai Hà Nội. Mai Trường còn thích Duy ở chỗ không lần nào anh rủ cô đến vũ trường, đến quán karaoke, đến những tụ điểm ồn ào toàn những gương mặt như được đúc hàng loạt từ một khuôn. Duy đưa cô đến khu đầm sen, mua vé ngồi câu cá cả buổi, vừa giải trí lại coi như được ngồi thiền cả buổi giữa cái thời không thể ngồi thiền được. Thiền xong, họ quyết định xả hết cỡ. Hai người đổ cái bình cá câu được xuống hồ, rồi leo lên một chiếc đu quay, như chỉ có hai người với nhau trong chiếc ghế kiểu lồng sắt. Hét vang lên, cười vô tư, cười sảng khoái. Mai Trường ôm chặt lấy Duy mỗi khi bị nhấc lên điểm cao nhất. Thoáng thấy cả một khoảng thành phố phía xa, rồi bị ném xuống vun vút như sắp chui vào lòng đất. Có một trò hề, mỗi lần Mai Trường vào Sài Gòn là Duy đưa cô đi xem lại. Anh thích múa rối nước, nhưng xem múa rối nước thì anh chỉ thích đi với em. Vì sao vậy? Không biết, cha có sự đồng cảm. Duy trả lời đơn giản và thẳng thắn. Thế thì anh cứ tiếp tục đi xem đi. Tất nhiên rồi, chờ đến lần sau em vào, hoặc anh ra Hà Nội. Cái trò nghệ thuật dân dã có một không hai trên thế gian này, cái trò độc đáo sản phẩm của văn minh lúa nước đồng bằng Bắc Bộ này cuối cùng cũng đến được sông nước Nam Bộ. Nó cũng được Nam Bộ hóa đi một cách ngộ nghĩnh và hồn nhiên. Trò bơi thuyền câu cá với phần nhạc chèo nhộn nhịp sóng nước được thay bằng điệu lý kéo dài đến là dễ thương. Dễ thương như chàng trai Nam Bộ đang cười rộ lên trước những con rối hiếu động nghịch nước. Dễ thương như lúc Duy dắt tay cô đi vòng ra sau sân khấu, xem các nghệ sĩ thu dọn con rối và đạo cụ. Gạn hỏi xem vì sao con rối có thể bất chợt chui từ dưới nước lên, vì sao chúng có thể nổi bập bềnh trên mặt nước và di chuyển sinh động như thế. Tối muộn, Duy đưa Mai Trừng về phòng cô ở khách sạn. Họ nằm ôm nhau, chuyện trò giản dị, chẳng nói chuyện tương lai, cũng chẳng nói đến một dự định cụ thể nào. Mặc dù trong thâm tâm Duy rất muốn nói, cả hai cùng hiểu rằng họ rất cần nhau, hiểu rằng họ phải cùng cởi bỏ mọi ngăn trở giãn cách giữa hai người để đến với nhau, hoang sơ và nguyên vẹn, đến với nhau mãi mãi. Thì tất cả những gì ngăn cách đã được gỡ bỏ, em cần cho đời anh, Duy nói đơn giản. Anh không nói anh yêu em, từ yêu thời buổi này hiếm hoi quá, thành ra xa xỉ, được nói ra dễ dãi quá đến mức trơ trẽn. Chơ chẹn quá đến mức khó đánh động được những trái tim tế nhị dễ bị tổn thương. Em cũng cần anh, Mai Trừng nói đơn giản. Họ nhẹ nhàng và âu yếm trườn sát vào nhau, môi tìm được môi, da thịt tìm được da thịt, hơi ấm tìm được hơi ấm, hòa làm một cùng chung một nhiệt độ, chung một nhịp thở, chung một thể xác. Nhưng cái bước cuối cùng để hai người thực sự xâm nhập, thực sự tan hòa trong nhau chưa kịp tới, gì bỗng bật ngừa như bể xé ra rất mạnh. Toàn thân anh ưỡn lên, vặn vẹo như sắp bị bẻ gãy. Rồi anh co quắp lại, tư thế một con tôm. Mai Trừng hoảng hốt, bật ngọn đèn ở đầu giường. Thân thể vạm vỡ của một chàng trai phơi lộ, trần trụi và ê chề. Duy không kêu lên, không rên rỉ, anh cắn răng chịu đau đớn, đau ứa nước mắt. Nước mắt vì đau thì không ghim nổi. Em có lỗi, đây là tại em, không phải tại anh đâu. Mai Trừng cũng không ghim được nước mắt. Cô hầu như chưa bao giờ khóc. Cô khóc cũng không ra nước mắt.
Bây giờ cô chảy nước mắt lần đầu tiên. Người yêu cô cũng không được phép yêu. Không được yêu mà vẫn phải nghĩ rằng mình có lỗi. Và nếu anh cứ kiên trì theo đuổi mãi cái tình yêu này, nghĩa là anh sẽ còn tiếp tục đau đớn và thất bại. Không thể nào giải thích cho anh hiểu được. Không thể chịu nổi cái ý nghĩ phải từ bỏ anh. Mai chừng đời Sài Gòn trong tâm trạng ấy, cô không thể sống tiếp trong những đô thị để ngày ngày chứng kiến những con người vật vã đau đớn ngay trước mắt mình. Mai chừng phải đi cho khuất cái cõi người chỉ muốn gây tai họa cho cô, và đến lượt mình, cô lại gieo tai họa trở lại cho chính họ. Và còn những người như Duy, lẽ nào những chàng trai như thế, hành động như thế mà cũng bị xếp vào loại phải chịu trừng phạt? Tôi nghỉ lại một nhà khách dành cho người đến cửa lớn tắm biển. Tôi đến đây không phải để tắm biển. Mục đích chuyến đi của tôi coi như đã hoàn tất. Tôi lãnh đạm nhìn những kẻ mặc đồ tắm ôm phao chạy ra chạy xô, nhảy nhót hí hửng dỡn sóng như một đám bọt bèo biển mới xô giạt vào bờ. Rồi tôi sẽ quăng mình vào những chuyến tàu xuyên đại dương cơ. Đám người kia có trong mơ cũng chẳng dám mơ những chuyến đi xa như vậy, mạo hiểm như vậy. Thế mà tôi chưa muốn về ngay. Có một cái gì đó níu chân tôi. Sáng hôm sau, tôi lại leo lên núi, đến chùa Bảo Sơn. Mai Trường đưa tôi đến gặp sư cụ, giới thiệu cô anh Đông là bạn mới ở ngoài Hà Nội vào chơi. Sư cụ mắt đã kém, chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, quy hoa quá, rồi cho phép Mai Trường dẫn tôi đi vãn cảnh chùa. Chúng tôi lại đang ngồi chỗ bàn cờ tiên. Đêm qua em lại mơ đúng giấc mơ ấy, Mai Trường nói. Giấc mơ ấy cô đã kể với tôi. Những ngày ở đây, thỉnh thoảng Mai Trường lại mơ thấy có một bóng người đến dẫn cô đi, đi qua một con đường lớn và dài, rồi rẽ ngoặt vào lối đi nhỏ trong rừng, lướt qua những bụi cây cành cây gai góc bùng nhùng, bay trên một cánh rừng đã dày đậm xanh lá, dù thẳng hoặc vẫn chan lẫn những thân cây bị cháy thiêu trơ trụi. Đến bên một con suối cạn thì bỗng người dẫn đường biến mất. Mai Trường cũng tỉnh dậy, phấp phồng và hoang mang, cảm thấy một điều linh báo mà không hiểu thực sự có chuyện gì. Đêm qua em lại đến bên con suối cạn. Như vậy là lần thứ tư em mơ thấy nó. Lần này em đã leo lên những tảng đá to bị bào trơn tròn chỉnh như những trái cây khổng lồ. Em ngồi trên một hòn đá ấy, người dẫn đường ra hiệu với em đi tiếp. Em chưa kịp đứng dậy thì cái bóng biến mất. Mai Trường hơi gục đầu xuống, hai bàn tay đỡ lấy gương mặt đang chìm đắm vào cõi đất xa nào. Tôi ngồi yên, chẳng biết giúp gì được cho cô. Bất chợt có tiếng chân thình thịch đi tới. Mai Trường giật mình, trở về với thực tại. Giềng mang đến một tổ khoai lang luộc còn nóng. Ăn đi em, ăn đi cháu. Chị đưa tổ khoai cho chúng tôi. Vùng này chỉ có thứ khoai này là đặc sản, luộc vàng nghệ và chắc, ngọt và bùi. Uống với nước chè xanh vàng sánh, chỉ một lần cũng khó quên. Tôi đã gặp Giềng từ chiều hôm qua. Người đàn bà tầm thước, đôi bàn chân to lạ lùng, chỉ cứ đi chân trần, một ngày gánh mấy gánh nước từ dưới chân núi lên chùa. Đang lúc khô hạn, trời không cho một hạt mưa, mà chùa lâu nay chỉ cần dùng nước mưa chứa trong một cái bể lớn. Nước mưa giờ đã hết, phải nhờ vào người đàn bà lực điền xuất sắc làm công quả. Tôi ái ngại đưa cho Giềng đôi giày bata cỡ 42 của mình, chỉ cố thọc đôi bàn chân to dày vào mà không được. Chân chị phải lớn hơn thế, chừng 2 số. Đôi bàn chân không cân đối với người, đôi bàn chân nặng nề phiền muộn, sứt dẻo thương tích và chai sạn nỗi đau. Giềng định đi luôn, nhưng Mai Trường vội giữ tay chị lại. Cô Giềng, bác Miên kể rằng ngày trước ở gần trạm có một con suối, cô có nhớ không ạ? Đúng rồi, có một con suối. Thỉnh thoảng ba chị em vẫn ra đó tắm giặt, thì cha cháu cũng hy sinh ở đó. Cô có nhớ đường đi tới nơi ấy không ạ? Lâu quá rồi, hết chiến tranh, ai quay lại mần chi, nhớ đường sao nổi. Người đàn bà lắc đầu, chị định quay về chùa với chiếc đòn gánh và đôi thùng gánh nước. Mai Trường vẫn nắm chặt tay chị, cô nói như đang dò theo một con đường trong trí nhớ. Cháu đã tới bên con suối, nhưng con suối biến thành suối cạn rồi. Lòng suối có những tảng đá to, có 3 hòn đá lớn, như 3 trái xoài trụm vào nhau. Đứa thì đúng rồi, Giềng thẳng thốt kêu lên. Chị kể cả bọn ngày ấy vẫn bảo 3 hòn đá đó là chỗ dành riêng cho 3 chị em ngồi tắm. Cởi hết quần áo ra, mỗi đứa leo lên ngồi trên một hòn đá, có khác gì 3 nàng tiên cá.
nhưng có bao giờ được tắm cả ba người cùng một lúc đâu. Một người tắm thì hai người phải cầm súng canh chừng ở hai đầu khúc suối. Còn suối ấy cạn rồi sao? Dường như tự hỏi nhưng luyến tiếc. Vậy thì cháu mơ nữa đi, coi xem đường đi ra sao. Linh ứng lắm đó. O chỉ nhớ tin vùng đó là A-si, đường xá thì quên mất rồi. Dường ân cần dặn thêm. Tôi cũng thực lòng mong như vậy. Mà chừng sẽ tìm ra lối cũ để thu lượm được dấu tích của mẹ của cha. Nhưng tôi cảm thấy mỗi giấc mơ là một hành trình thực sự khổ ải đối với cô. Người ta bay trong mơ cũng hao tâm tổn lực như trèo đèo lội suối vậy thôi. Sáng hôm sau, Mai Trừng nói đêm qua cô đã trèo lên ba hòn đá như ba trái xoài. Sau đó, cô đi men theo bên tà của con suối cạn, ngược lên phía thượng nguồn, đến bên một gốc cây rêu phủ xanh rì thì rẽ trái đi về phía vách đá. Nơi đây thì gặp dấu tích của một lán tranh đổ nát. Văng vẳng tiếng nói của người dẫn lối, một giọng nam trầm ấm: "Con đã tìm ra đường rồi đó, lên đường đi con." Vậy là đã rõ, Mai Trừng phải lên đường, cô sẽ tìm được hài cốt của cha mẹ. Tôi giờ sổ tay, ghi lại tên vùng A-si, đến cây số bao nhiêu thì rẽ trái khỏi đường quốc lộ, xuyên qua những mốc nào để tới con suối cạn. Quãng đường từ con suối cạn đi lên ra sao, quãng đường từ con suối cạn ngược lên được chị Diềng xác định. Trong trí nhớ ít ỏi của chị, chỉ còn lại rõ ràng khoảng cách ấy. Tôi nói sẽ đi cùng Mai Trừng. Cô nắm tay tôi im lặng. Tôi đi sắm một bộ cuốc xẻng xà beng, hai con dao đi rừng, hai chiếc áo mưa và mấy tấm vải ni lông, dây vải vừa ủng cao su cho hai người, đèn pin và một tá bật lửa ga dắt khắp người, thực phẩm khô và nước uống, kem bôi chống muỗi và chống vắt, tất cả được bỏ gọn vào hai chiếc ba lô du lịch. Địa bàn đã có sẵn bên chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ đã đến lúc lên đường. Một chiếc xe, hai chúng tôi cùng với con Ki, chúng tôi đi trở lại con đường và chiến trường năm xưa, dáng vẻ như cán bộ cấp tỉnh đi công tác. Càng đi sâu vào, con đường càng trở nên heo hút. Thẳng hoặc gặp những tốp người dân tộc lè tẻ trên đường, da rẻ đen sẹm heo hắt. Con đường bị lãng quên, con đường bị lãng quên, một vùng rừng đối bị lãng quên. Sau hai ngày, chúng tôi đến gần vùng A-si. Không nên đi tiếp bằng ô tô, tôi cho xe rẽ vào một thị trấn vùng cao. Thực ra chỉ là hai dãy nhà xây hai bên một con đường. Trẻ con, người lớn kéo ra xem một chiếc xe với họ là quá sang trọng. Mấy nhà trọ không nhận trông xe. Ở thị trấn này chiếc xe là cái đĩa bay từ hành tinh khác đến. Người ta sẽ kéo tới, trèo lên tường, lên cây, lên mái nhà để nhìn ngắm cả ngày cả đêm. Rốt cuộc tôi phải đánh xe đến đồn công an thị trấn. Tôi xuất trình chứng minh thư, bằng lái xe, giấy chứng nhận sở hữu xe. Tôi giới thiệu Mai Trừng là người đi tìm hài cốt cha mẹ hy sinh ở vùng A-si trong chiến tranh. Trưởng đồn công an đồng ý cho gửi chiếc xe. Anh bảo nếu chúng tôi cần sẽ cử một chiến sĩ tên là A Giai quê ở vùng đó dẫn đường đi tiếp. Còn gì hơn thế nữa? Chúng tôi tính cả con Ki, mang ba lô, sẻng cuốc, xẻ beng, đi bằng bốn chiếc xe ôm, loại xe min khờ, lên vùng A-si. Xe phóng qua một cái cột mốc thì Mai Trừng kêu xe dừng lại. Cô bảo đã nhận ra lối rẽ giống như lối rẽ cô đã thấy nhiều lần trong mơ. Chúng tôi thả cho bốn người xe ôm quay về. A Dài dành mang giúp ba lô và sẻng cuốc cho Mai Trừng. Anh ta và tôi đi trước, dùng dao phát quang các bụi cây và dây leo. Đi được một lát thì Mai Trừng trở nên bối rối. Không được, các anh phải để em đi trước. A Dài nói có nhớ mang máng một con suối cạn đâu đây. Hãy để anh đi trước dẫn đường. Anh xăm xăm định đi theo một lối mòn mờ mờ phía bên phải, nhưng Mai Trừng bỗng reo lên: "Em đã nhận ra đường rồi." Cô chỉ tay về phía bên trái. Phía ấy không có lối mòn, dây leo chằng chịt, phải mất một thời gian khá lâu chúng tôi mới chém chặt được các bụi cây, mở ra một lối đi. Loay hoay mãi cho tới trưa, Mai Trừng tiến lên, lùi lại, tạt sang phải thì gặp vực sâu, tạt sang trái thì phát hiện ra một con đường mòn bỏ quên đã lâu, cỏ mọc cao và dây leo bò ngổn ngang. Cô như người đã bị nhập đồng, cứ lao đầu đi về phía trước. Đi như người mộng du, đi như có người cầm tay dẫn đi thì đúng hơn. Chúng tôi bước gần theo cô mà nhiều lúc không theo kịp. Khoảng 2 giờ chiều thì gặp con suối cạn. Đúng như trong giấc mơ của Mai Trừng, đúng như trong ký ức giản đơn của chị Diềng. Giữa lòng suối có rất nhiều tảng đá bị bào cho trơn nhẵn,
Nổi lên giữa chúng là một cụm ba hòn đá lớn như ba trái xoài chụm đầu vào nhau. Tôi bất chợt tưởng thấy có ba nàng tiên cá non nà ngồi trên đó. Họ mỉm cười bí ẩn đằng sau một màn khói mờ ảo. Dòng suối này chỉ còn là một dòng đá cuội màu trắng, có những viên sáng lấp lánh, những hòn đá bằng nắm tay, bằng trái bưởi, bằng quả bí ngô, những tảng đá to bằng cái chum nước rải rác đây đó, to nhất là ba trái xoài chụm đầu thành chùm. Cả một dòng suối đã khô khốc uốn mình len lỏi trong rừng. Mai Trừng lật đật chạy qua con suối đá, sang đến bờ bên tả, cô chạy men theo bờ. Đang chạy, bất đồ cô vấp một cái, tung mình lên rồi ngã vật xuống cùng một tiếng thét vỡ toang lồng ngực. Cô nằm ngửa trên mặt đất, thân người quằn quại, tự hồng hộc như một người đang bị rạch bụng, bị moi sạch tim gan. Chân tay cô bất động như bị giữ rất chặt. A Dai và con Ki định lao tới, nhưng tôi ra hiệu cho tất cả đứng yên và giữ im lặng. Mai Trừng oằn người lên từng đợt, oằn lên từng đợt, cuối cùng cô duỗi hẳn chân tay ra nằm bất động. Thình lình Mai Trừng đứng vụt dậy, không còn là cô gái ấy nữa, đó là một linh hồn đang lao bút về phía thượng nguồn. Chúng tôi tức tốc đuổi theo. Cô băng qua những bụi cây, đâm đầu vào một gốc cây rêu phủ xanh rì. Cô ngã xuống rồi đứng dậy ngay, rồi rẽ trái lao về phía một bức tường thành băng đá, chạy qua dấu tích một cái lán tranh đổ sập đã lâu, chỉ còn ngổn ngang những cành tre nữa bầm dập. Mai Trừng cũng không dừng lại, cô chạy thêm một quãng nữa, cuối cùng cô hổn hển dừng lại bên một khoảng đất trống cỏ mọc lút dày. Hai tay sơ soạng về phía trước như một người mù, Mai Trừng lẩm bẩm điều gì đó. Người cô run lên, run nhẹ nhẹ, cơn rung lắc mạnh dần lên rồi cả thân người rung bần bật. Cô đổ vật xuống, nằm sấp trên mặt đất, hai tay giang ra như ôm ngang một vật nào đó. Một lát, cô động đậy tay chân, ngồi dậy, rồi cô bò sang khoảng đất bên cạnh, lại nằm sấp xuống, lại giang hai tay như ôm một ngôi mộ. Con Kỳ hơi khịt khịt mũi, mắt nó nhòe nước, tức là nó đã phát hiện ra nơi có hải cốt. Nó vốn thính nhạy với di hài của những người qua cố. Lâu sau, Mai Trừng bò dậy. Cô không còn biết đến chúng tôi đang đứng cách một quãng ở đằng sau. Cô quỳ gối, chắp tay khấn vái, những gì nghe không rõ. Sau một lúc, giọng cô bỗng cao dần lên. Con lạy cha, con lạy mẹ. Cha mẹ hãy giải cứu cho con khỏi sứ mệnh đi trừng phạt cái ác. 26 năm con phải đi trừng phạt như vậy là quá dài rồi. Gió thổi xao xác, từng lớp cỏ bị đè đạp như có người đang bước qua bước lại trên đó và suy nghĩ lung lắm. Có tiếng rì đào như bàn mạc, như khuyên nhủ. Nhưng mẹ ơi, chừng nào còn cõi người thì còn cái ác, cũng như cái thiện vậy thôi. Diệt trừ cái ác là việc của mọi người, sao lại bắt một đứa con gái đơn độc như con phải làm việc ấy? Gió lại giận dữ thổi qua, toàn thân Mai Trừng run lẩy bẩy. Xin cha mẹ cho con trở về làm một đứa con gái bình thường. Con cũng muốn yêu và được yêu. Người ta yêu con thì đâu có gì là ác độc. Cứ sao người ấy không bị xuống tay trừng phạt? Một tiếng gió âm trầm tràn qua, một tiếng gió thanh thanh yếu ớt phản bác. Những lớp cỏ vừa ngóc lên lại bị đè đạp xuống. Lần này con xin phép đưa cha mẹ về chùa Bảo Sơn. Cha mẹ hãy yên nghỉ vĩnh viễn ở đó. Cô Diền cũng đang ở đó. Cô ấy sẽ chăm sóc khói hương cho cha mẹ thường xuyên. Mai Trừng cúi gục đầu rất lâu. Cô đang lắng nghe lời căn dặn của bậc phụ mẫu ở cõi vĩnh hằng. Hai luồng gió trầm ấm và thanh thanh cứ nối tiếp nhau tràn qua. Con xin nghe theo lời cha mẹ. Hạnh phúc chỉ thực sự có chừng nào cha mẹ cho con thoát khỏi sứ mệnh ấy. Ôi, con biết là cha mẹ sẽ bằng lòng mà. Cô bỗng đổ vật xuống, lại dãy giụa trong cơn run quằn quại. Một cái gì đó đang bị xé rách trong người cô, bị giật ra từng mảng, bị rút dần ra như một sợi dây mảnh và bất tận. Rồi vụt đi một cái, tất cả bay thoát lên khỏi người cô. Mai Trừng quấy đạp mấy cái nữa rồi lật nghiêng người. Cặp mắt lờ đờ hết hồn của cô dần dần trở lại tỉnh táo và tinh nhạy. Cô từ từ ngồi dậy. Đây là cha em, đây là mẹ em. Cô chỉ hai khoảng đất bằng, cách nhau chừng vài mét, chẳng có vẻ gì là hai nấm mộ. Con Kỳ lập tức xông đến, nó hít nó ngửi cả hai nơi, đuôi nó vẫy rối rít. Như vậy là nó đã xác nhận điều Mai Trừng nói. Bà chúng tôi dùng dụng cụ mang theo để khoai quật hai nấm mộ. Những tấm vải ni lông quấn quanh tử thi vẫn chưa mục nát.
Chúng tôi dùng những tấm ni lông mới bọc gọn hai bộ hài cốt lại. Xong xuôi thì đã xế chiều, nhưng tất cả đều quyết tâm quay trở ra. Chúng tôi có đèn pin và A Dai đã dự phòng mang theo mấy khúc nứa khô làm đuốc. Mai Trừng dường như đã trở thành một cô gái khác. Tôi đánh xe đưa cô trở về vùng cửa lớn. Ngang qua một quãng rừng vắng, cô bất chợt bảo tôi dừng xe. Cô chạy sang bên đường nở đầy hoa dại sặc sỡ. Cô lòng khom cúi tìm trong những lùm hoa, bụi hoa, vòng hoa, tất cả đều phô nhang mời gọi. Sau rốt, cô ôm một bó hoa trên ngực, nhảy chân sáo quay trở về. Đó là bước chân của một bé gái vừa mới trở thành thiếu nữ. Mái tóc tung bay tinh nghịch trong nắng sớm, gương mặt rạng rỡ, vô tội và hồn nhiên. Cả thân hình thiếu nữ mới lớn tràn ngập mùi hoa rừng, lắc lư uyển chuyển theo những nhịp chân sáo. Đây là hoa cho anh. Cô nói đơn giản như biết chắc là tôi sẽ nhận. Giữa cả triền hoa rực rỡ và chói gắt, cô chỉ chọn những cành hoa li ti bông nhỏ, phơn phớt tím, phơn phớt vàng, phơn phớt hồng. Nhiều nhất là những bông hoa trắng thơ dài. Tất cả đều là hoa dài, thứ hoa đánh động lòng trắc ẩn vì không có tên. Về đến vùng cửa lớn, tôi cho xe chạy men theo hàng dương ngăn cách con đường với bãi tắm. Mai Trừng nhớ ra hôm nay là ngày 14, ngày mai rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Rằm tháng 7, cô sẽ phải giúp sư cụ làm lễ cúng những vong hồn vô gia cư không nơi nương tựa. Cô sẽ phải đổ cháo vào những chiếc phễu quấn bằng lá đa, rồi đặt phễu cháo lá đa khắp trong vườn chùa. Những cô hồn mỗi năm sẽ được một bữa no vào rằm tháng 7. Thế còn những cô hồn đang sống đây kia trong con người này, mỗi năm họ không được riêng một ngày bố thí. Ngày nào là để tưởng nhớ họ, liệu có mấy ai nhớ rằng họ đang còn sống, sống vật vờ. Chưa đi hết hàng dương, tôi bỗng giật mình, phanh xe đột ngột. Một bóng người quen quen lẫn trong đám người trên bãi tắm. Tôi lao ra khỏi xe, nhưng chạy chậm dần lại, rồi giả vờ tha thần tản bộ qua chỗ đám người kia. Tôi vừa nhìn thấy một người đàn bà trông giống Yên Thanh, hay chính là cô ta. Phát hiện ra tôi, cô ta vội vàng lẩn đi mất. Tôi không gặp cô ta để trả thù. Hận thù sẽ gây ra liên tiếp một chuỗi hận thù theo vòng tròn. Hận thù sẽ thiêu đốt tim gan chính kẻ đang ôm hận. Tôi muốn gặp cô ta, đối thoại và đối chất. Cô ta đã được gì, đã mất gì? Cô ta có thấy bình yên và hạnh phúc hay không? Nhưng Yên Thành đã lẩn tránh, đây có thể cũng là một câu trả lời. Chúng tôi đến nhà chị Diềng trước. Chuyện gì xảy ra thế này? Không khí tang tóc trùm lên căn nhà nhỏ. Mấy người láng giềng chạy qua chạy lại. Một bà xé tấm vải xô, cuốn lên đầu ba đứa trẻ ba vòng khăn tang trắng. Giữa nhà đặt một chiếc quan tài gỗ loại xấu, những đường bào sứt sẹo cong vênh. Người ta đang chuẩn bị đưa ma cho chị Diềng. Cái chết đến không ai có thể ngờ, như một thứ tai bay vạ gió, như một mảng thiên thạch vớ vẩn trong vũ trụ bỗng rơi đột xuống đầu ta. Diềng kêu đau bụng, sau rồi đau quá, chỉ mới chịu để xe ôm đưa đến bệnh viện. Người ta khám qua loa, chuẩn đoán là viêm túi mật phải mổ. Gia đình hãng cáng bệnh nhân ra ngoài, tự đi mua máu và đóng đủ viện phí mới làm thủ tục nhập viện được. Gia đình có ai đâu, chỉ có thằng con lớn 12 tuổi và bà hàng xóm theo giúp. Số tiền chạy chữa ngang bằng vài ba tạ thóc. Ở thành thị thì chỉ bằng một bữa ăn nhậu đặc sản tạm tạm cho vài ba người. Nhưng người nông thôn như gia đình chị Diềng có bao giờ nhìn thấy khoản tiền to như thế. Bà hàng xóm bởi đứa con trai đặt chị nằm dưới một gốc cây khuất lối gần cổng bệnh viện. Chỉ còn có cách mong cho chị đỡ đau dần rồi đi về. Người tuyệt vọng chỉ biết chờ phép lạ. Nhưng càng lúc Diềng càng đau hơn. Có phải viêm túi mật gì đâu. Một cái bệnh đơn giản cần một ca mổ đơn giản và kịp thời. Đau ruột thừa. Người không có tiền trong thời buổi kinh tế thị trường, tiền trao trong múc dễ được chọn một cái quyền là quyền chết. Diềng quằn quại kêu la, bàn tay bóp chặt tay thằng con như chuyển bớt cái đau sang nó. Bàn tay chị cứ nới lỏng, lỏng dần rồi tuột ra, sụi xuống. Mai Trường cũng tự đội cho mình một vành khăn tang. Chỉ có dân xóm giềng đi đưa tang. Những hình hài gầy guộc, siêu vẹo như chính họ mới là những hồn ma. Con đường cát đôi chỗ ló ra những khoảng đất thịt trơn lép nháp sau trận mưa hôm trước. Bao nhiêu lâu khô hạn, hôm qua bỗng được một trận mưa. Cái huyệt đào từ trước giờ đã lõng bõng nước. Quan tài xả xuống cứ nổi lềnh bềnh, lại phải kéo quan tài lên, phải tát cho hết nước, khi ấy mới hạ huyệt được.
đám ma không kèn trống. Bà sư cụ già yếu, không xuống núi được. Bà ngồi trên chùa gõ mõ tụng kinh cầu siêu. Đôi bà cho đánh chuông lớn chuông bé khắp chùa, âm thanh như một núi mảnh thủy tinh sắc vụn chút xuống. Núi âm thanh lấp đầy, xây thành mộ cho một linh hồn đột tử oan uổng. Người nghèo ở đâu chả vậy, họ sống ngơ ngác giữa đời, không một nguồn bảo hiểm, số mạng có thể kết liễu bất cứ lúc nào bằng thiên tai, bằng một mảnh chai cứa vào chân gây nhiễm trùng, bằng đủ mọi thứ tai mây vạ gió mà những người sung túc hơn có thể chữa chạy được. Sau đám tang, mọi người về hết, thằng bé ngồi lại một mình, tôi ngồi lại cùng nó. 12 tuổi, nó đã bị buộc trở thành chủ gia đình. Nó còn hai đứa em thiếu ăn, thiếu học. Nó không được quyền ngồi im tự hỏi phải làm gì đây. Nó chỉ được phép đứng lên ngay lập tức, hùng hục lao vào dòng đời để kiếm ăn từng bữa cho cả nhà. Người cha nó ở nơi đâu? Anh ta có bị động lòng, có bị giật mình, có bị máy mắt, có bị vấp ngã vào ngày hôm nay không? Ngay cả tôi có bị giật mình, bị máy mắt bao giờ không nhỉ? Bạn bè tôi vẫn nói con cái tôi đài đác khắp nơi, những người đàn ông bôn ba nhiều, khắp các đại dương, khắp cái gầm trời này, ai mà chả có những lần đánh rơi thản nhiên như thế. Mạ cháu chỉ bị ruột thừa, có tiền thì mạ cháu không chết. Thằng bé bất chợt nói, giọng nó khô sắc. Người ta bảo khi đó bệnh viện bận cứu cho một người tắm biển bị đau tim, bọn tắm biển có tiền. Lại sinh thêm một mối hận, lại nuôi thêm một mối hận. Dân làm nông nghiệp ở vùng cửa lớn kéo ra chặn đường, không cho khách du lịch đi qua để tới bãi tắm. Xe ô tô phải đi vòng thêm mấy cây số. Người ta cũng kéo tới bãi tắm này để ngăn cản du khách, giận cá chém thớt. Mối hận với người này lại trút lên đầu người khác, hận thù thành một cái vòng luẩn quẩn. Người ta chỉ cứu bọn tắm biển có tiền. Thằng bé lẩm bẩm nhắc lại, không thể an ủi gì được vào lúc này. Những cái chết thảm khốc nhất mà tôi đã từng chứng kiến, những nỗi đau tôi từng phải chịu, những lần bị phản bội, bị lừa đảo, hết thảy đều vô nghĩa, đều bé nhỏ so với nỗi đau khổ hiện hữu quá sức chịu đựng trên đầu, trên vai thằng bé này. Ngày hôm sau, chúng tôi giúp sư cụ cúng rằm tháng 7. Bà đưa bé đội khăn tang cũng lên chùa làm công quả. Khách đi tắm biển kéo lên chùa rất đông. Có những bộ mặt hiếu kỳ xem cho biết, có những bộ mặt thành tâm trong chốc lát, có những bộ mặt ám tối tín chiều, mê muội khổ sở. Họ vào chùa thắp hương, nghe kinh nghe kệ, cúng dường cho chùa rồi xin lại chút lộc thánh. Họ tha thần khắp vườn chùa, chỗ nào dắt được que hương vào là dắt để mà khấn vái, chỉ mong cầu được ước thấy, ăn nên làm ra, có một nhà thì xây được ba nhà, một vốn thì trăm lời. Tôi thoáng thoáng nghe được một lời cầu khấn như thế, định đi cướp giật hay sao mà đòi một vốn 400 lời. Sự thật là có những tên kẻ cướp, trước mỗi vụ làm ăn đều rất thành tâm đến nơi nhà thờ, chùa chiền xin được phù hộ. Hành sự xong rồi thì tới lễ tạ và xưng tội sám hối. Mai Trừng và tôi cùng mấy đứa trẻ và con kia đi khắp cái vườn chùa rộng tùm cây lá. Chúng tôi dắt những chiếc vễu cháo lá đa vào khắp các gốc cây, các rễ cây, các bụi song mây và dứa dại vào các kẽ đá. Đám cô hồn được ngày no đủ, có mấy người ăn mày tới nhặt cháo lá đa húp ngay. Đám khách du lịch có kẻ vô ý đá phải làm đổ cả vễu cháo. Thình lình, có một kẻ nhảy bổ vào tôi từ phía sau. Dù từ phía sau thì tôi vẫn cảm thấy, tôi tức thì tạt sang bên, khéo léo tung lại cái chân trái để gạt cẳng đối phương. Đúng lúc Mai Trường nhìn thấy kẻ nọ cầm dao xông vào tôi, nên vội lao lên để che chắn và đẩy tôi ra. Kẻ cầm dao bị tôi gạt ngã, nhưng đang đà lao tới, đâm sầm vào Mai Trường, cả hai ngã vật xuống đất. Con kỳ lao tới cắn vào tay kẻ nọ và tước được con dao. Tôi vặn tay kẻ xóa tóc kia, lôi dậy. Một mụ đàn bà, một cặp mắt cong thủ đến mức cuồng dại. Mụ ta hất mớ tóc lấp đầy trên bộ mặt nhớp nháp mồ hôi ra. Yên Thanh! Tao căm thù mày! Cô ta rít lên thách thức, sẵn sàng chịu sự trừng phạt tồi tệ nhất. Thì sự trừng phạt đã hiện ngay trên mặt Yên Thanh. Nét mặt hoa khôi vẫn thoang thoáng còn, nhưng tàn tạ héo úa. Chẳng rõ vì ngọn lửa hận thù trong lòng đốt cháy dần những gì tươi tắn, hay là vì sự trắc táng đằng điếm thâm quầng trên mắt, khô héo trên da mặt, hay là vì cả hai. Tôi đẩy cô ta về phía mấy người bảo vệ cùng một đám đông đang xúm lại. Mai Trừng bị một vết chém vào cánh tay,
Vết chém khá sâu nhưng không chạm xương. Máu ra nhiều, chúng tôi đưa cô vào chùa dùng bông băng để cầm máu. Sư cụ chỉ nhìn thấy mờ mờ, cụ luôn miệng kêu Nam Mô A Di Đà Phật. Sao lại ngay ở nơi cửa Phật thế này? Sao lại vào ngày xá tội vong nhân thế này? Không trầm trọng, băng bó một chút là ổn. Tôi và Mai Trường đi ra sau chùa, tránh những lời xót thương của sư cụ, tránh ba đứa trẻ vừa mới chịu tang lại suýt phải chứng kiến một cái chết nữa, tránh xa đám người ồn ào hiếu kỳ. Rốt cuộc nữ thần Đồng Trinh đã bị chảy máu. Tôi nói đùa, tôi nhớ chuyện ở một nước Nam Á, người ta có tục tôn những bé gái lên làm nữ thần sống, làm nữ thần Đồng Trinh. Thần thánh không bao giờ chảy máu như người phàm trần, nữ thần cũng sẽ bị phế truất khi nào đến tuổi dậy thì hoặc bị tai nạn sức ra chảy máu. Nữ thần đang ngồi bên tôi cũng vậy. Chỉ trước đây mấy ngày thôi thì đừng hòng lưỡi dao kia chạm được vào người cô. Con mụ Yên Thanh sẽ phải lăn quay ra với cánh tay đau đớn bất động. Em có tiếc vì không trừng phạt được nữa hay không? Em sung sướng vì được làm người bình thường. Mai Trừng lại trả lời đơn giản. Cô ngả đầu bên vai tôi, hình như cô thiêu thiêu ngủ. Gió xào sạc trên này, biển đi đào dưới kia, tất cả đều như đang hát ru. Chúng tôi hỏa táng hài cốt cha mẹ Mai Trừng ở trong vườn chùa. Hai chiếc chảo gang lớn đựng hai bộ hài cốt ngập trong dầu hỏa. Dầu hỏa cháy, tiêu hủy dần cỗ hài cốt thành tro. Phải rót thêm mấy lượt dầu cho đầy chảo. Đêm xuống rồi mà xương vẫn chưa đục ra hết. Mai Trừng và tôi phải ngồi canh hai cái chảo bốc lửa. Đôi ít ngày nữa chúng tôi sẽ rời chùa Bảo Sơn. Mai Trừng sẽ trở về với cõi người, tôi sẽ trở về với biển. Cũng có thể dự định sẽ thay đổi. Chẳng có điều gì dám chắc. Cả hai nơi ấy đều có sóng ngầm, sóng dữ, sóng thần. Cả hai nơi đều đầy bất chắc. Cả hai nơi đều có những kẻ chán làm người và những kẻ sung sướng vì được làm người bình thường. Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt biển đêm lấp lánh những con sóng lân tinh. Đằng sau một gành đá lại có những đốm lửa như hoa cà hoa cải. Mỗi đốm lửa quét một hình bầu dục hoặc một hình tròn méo mó. Những người đàn bà bán dâm đang đốt vía trong tư thế compa mở 25 độ. Tất nhiên từ trên này không ai nhìn thấy họ, chỉ thấy những đốm lửa quay tròn như một vũ điệu hóa lửa. Đột ngột một đám lửa bùng lên ở chỗ con đường bên cạnh rừng dương. Sau đó một đám người hú hét bỏ chạy cho xa cột lửa. Sau đó cột lửa chính là chiếc xe Toyota Corolla của tôi đang bùng cháy. Tôi đã bỏ xe lại đó, định lát nữa mới đánh xe về nhà trọ. Tôi đứng bật dậy nhưng không kịp đổi. Chiếc xe đã nổ tung, khung xe cháy lăn quận tròn trên mặt đường, rồi mắc vào hai cây dương. Hai cây dương cũng bắt lửa, cháy bùng như hai bó đuốc. Mai Trừng đứng dậy, bám chặt lấy tôi. Hai chúng tôi thành kẻ bất lực, chỉ còn biết đứng nhìn chiếc xe bốc cháy. Ai là kẻ đốt xe? Yên Thanh, lũ du côn tìm đến bãi tắm để hành lạc và thỏa chí ngông cuồng, hay là những người dân quê bị mất đất quay ra trả thù bọn có tiền? Với họ, tất cả những người đi tắm biển đều là bọn có tiền ăn trắng mặc trơn, là kẻ ra đi để lại rác rưởi và chất thải trên vùng đất của họ, để lại những đứa con hoang và căn bệnh khó chữa chảy cho đám đàn bà địa phương, để lại những căn bệnh truyền nhiễm trong lối sống cho đám đàn ông và lũ trẻ. Bất đồ chung chùa rung thẳng thốt, chuông rung hoảng loạn. Sư cụ đã bị cướp mất bình yên, chuông giận dữ đổ ập vào không gian, không còn là đống thủy tinh vỡ lanh canh. Lần này là cơn mưa loàng xoàng qua mảnh gang mảnh thép, cả cõi người xuống dưới một cơn mưa kim loại, cả cõi người bị nhấn chìm trong một trận hồng thủy ngập tràn kim loại. Cõi nhân gian như đang kề bên bờ vực hủy diệt, đồng đất ở Nhật, lụt lớn ở Trung Quốc, sóng thần ở Bangladesh, những trận nóng kinh hồn và bất thường ở những xứ như Pháp, Anh, thậm chí cả ở Mỹ, làm chết hàng ngàn người, vì thì chẳng phải cái hố đen diệt vong đã bắt đầu hiện ra rồi sao? Dưới núi, phía bên phải là vũ điệu những đốm lửa xoay tròn của những người đàn bà bán dâm. Ở bên trái là chiếc xe ô tô của tôi vẫn đang cháy phừng phừng. Ở trên cao này có hai ngọn lửa đang cháy trong hai chiếc chảo gang. Những mảnh vụn kim loại vẫn bay mù mịt trong không gian. Tôi 35 tuổi. Tuổi ấy Đức Phật được giác ngộ. Có nhiều người đi qua tuổi 35 mà mãi mãi không giác ngộ. Có những người giác ngộ trước cả tuổi 35. Ngộ muộn hay ngộ sớm, họ tất tài đều đáng thương. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề
Cõi người rung chuông tận thế qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.